trong buồn cười ra mà xem mới thấy được cả niềm vui.
xuân đang hé môi cười là bài ca em nhắn tới người cùng em câu hò hẹn. Mặc dù vẫn xa anh luôn nhớ người hoa đứng hát thì tôi hơi
tình tình tang tang tình tình tang tang tình 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 tang tình tình tang tang cho cô dâu và chú rể ngày hôm nay, đó chính là những người cha người mẹ thân yêu của cô dâu và chú rể. Và trong giây phút hạnh phúc này đây, trước khi đến với các nghi thức trang trọng nhất của lễ thành hôn, cho phép chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu tới toàn thể quý vị diện diện về phía gia đình nhà gái chúng tôi, diện diện của ông Ngô Văn Cường và bà Nguyễn Thị Oanh là phụ thân phụ mẫu của cô dâu Mai Phương. Một tràng vỗ tay thật lớn của toàn thể quý vị để cùng chào đón diện diện của gia đình nhà gái chúng tôi. Và ngay sau đây xin được trân trọng giới thiệu đến toàn thể quý vị sự hiện diện của đại diện chủ hôn gia đình nhà trai chúng tôi, là sự hiện diện của ông Lê Ngọc Linh và bà Nguyễn Thị Nguyệt, là song thân phụ mẫu người thân sinh của chú rể Đức Anh. Một tràng vỗ tay thật lớn thật nồng nhiệt ạ. Thưa quý vị thân mến, chắc hẳn rằng không thể thiếu được sự hiện diện của chú rể của cô dâu, đó là Đức Anh và Mai Phương. Một lần nữa xin phép được cú chào chính thức ra mắt toàn thể quý vị trong buổi sáng ngày nay. Hãy vỗ tay thật lớn thật nồng nhiệt để cùng chúc mừng. Được sự tác hợp, xe duyên của hai bên gia đình, được sự chấp thuận của chính quyền địa phương hai nơi, cũng như tất cả
cả quý vị chúng ta trở về đây cùng chung vui, cùng chứng kiến hôn lễ vàng ngọc của chú rể Đức Anh và con dâu Hoài Phương, đặc biệt cùng chứng kiến sự ra mắt của hai bên gia đình chúng tôi. Và giờ đây cũng chính là thời khắc đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Chúc các ban tổ chúng tôi xin được trịnh trọng tuyên bố hôn lễ vàng ngọc của chú rể Đức Anh và con dâu Hoài Phương lên ra mắt của hai bên gia đình xin phép được bắt đầu. Chúng ta phải là người hãy cùng dành một tràng và bóng tay thật lớn các đồng nghiệp để cùng cầu chúc cho chú rể Đức Anh con dâu Mai Phương trăm năm hạnh phúc trăm năm. Thưa quý vị thân mến, đặc biệt hơn là những con lửa tình yêu sẽ luôn luôn sự ở quan tâm sáng hạnh phúc cho cô đôi cô dâu và chú rể kể từ ngày hôm nay. Và chúng ta hãy cùng tiếp tục cầu chúc cho cô dâu và chú rể được trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê. Quý vị thân mến, nhân dịp đầu xuân mới có lẽ rằng tất cả quý vị chúng ta chắc chắn rằng đã bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới, năm Canh Tí. Nhưng đối với tình cảm toàn thể quý vị rất là lớn lao khi đã hiện diện đông đủ tại đây để cùng dự tiệc, cùng chung vui với hai bên gia đình, đặc biệt cùng chúc phúc cho cô dâu và chú rể được trăm năm hạnh phúc. Để cảm ơn tình cảm toàn thể quý vị, ngày sau đây ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời sự hiện diện của vị đại diện gia đình nhà trai sẽ bước lên sân khấu đại diện cho hai bên gia đình có ý kiến phát biểu. Cảm ơn tất cả quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Kính thưa tất cả các cụ, các ông, các bà, thưa toàn thể các ông bà thông gia, thưa toàn thể anh chị em họ hàng nội ngoại hai bên, thưa toàn thể quý khách. Qua thời gian tìm hiểu và được sự đồng ý của chính quyền địa phương, hôm nay chúng tôi làm lễ thành hôn cho các cháu. Được sự quan tâm của các ông các bà đến chúc phúc cho các cháu là niềm vinh hạnh cho gia đình chúng tôi. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các quý vị đến chung vui cùng gia đình. Mời các ông các bà lâng rượu chúc mừng hạnh phúc cho các cháu. Xin cảm ơn. Thưa quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta được lắng nghe ý kiến phát biểu của vị đại diện gia đình, đó chính là chủ hôn của gia đình nhà trai chúng tôi, đã có ý kiến phát biểu rất ngắn gọn đầy đủ ý nghĩa. Trước đó cảm ơn sự nhiệt thành toàn thể quý vị, sau là đã mời toàn thể quý vị chúng ta cùng tự nhiên dùng tiệc để cùng chung vui với gia đình, chúc phúc cho cô dâu và chú rể ngày hôm nay, cũng như chúc cho quý vị ngày hôm nay có một bữa tiệc ngon miệng, vui vẻ và hạnh phúc. Và chắc chắn rằng tất cả quý vị chúng ta sẽ chờ đợi những khoảnh khắc tuyệt vời nhất, đó chính là giây phút thăng hoa tình yêu của cô dâu và chú rể sẽ được hiện diện ngay sau đây tại sân khấu này. Vậy thì có để quý vị chờ lâu, xin mời quý vị chúng ta hãy cùng ngửa lên sân khấu cùng chứng kiến cô dâu và chú rể sẽ dành tặng cho nhau những lời hứa cao nhất trong tình yêu cùng thông qua hai nghi thức, đó chính là nghi thức cắt bánh hạnh phúc và rót rượu tình yêu. Và trước tiên xin mời chú rể và cô dâu hãy cùng nhẹ bước tiến tới ba tầng bánh cùng tay trong tay cắt bánh hạnh phúc. Xin mời. Và với nghi thức cắt bánh này, xin mời cô dâu và chú rể hai bạn sẽ cùng chung tay cắt lát ba tầng bánh ngọt để cùng thể hiện nguyện ước trăm năm của mình. Và trong giây phút ngọt ngào không ngày đây, cho phép phu trai xin được dành ba lời chúc để cùng chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Lời chúc thứ nhất, chúc cho cô dâu và chú rể sớm sinh một nam quý tử, một nữ đoan trang. Lời chúc thứ hai, xin được chúc cho cô dâu và chú rể thành công hơn nữa trong cuộc sống. Và lời chúc thứ ba, cũng như tình cảm yêu thương đông đầy đến từ toàn thể những vị khách quý ngày hôm nay, xin được chúc cho tình yêu của Đức Anh và Mai Phương sẽ mãi mãi đi chung trên một con đường luôn được xây đắp bằng tình yêu và hạnh phúc. Tiếp theo xin mời chú rể và cô dâu hãy cùng nắm tay nhau, hãy cùng tiến xa, đặc biệt phía thắp ly hạnh phúc, hãy cùng tay trong tay cùng sổ sờ bay, sắc dù hạnh phúc cùng khơi nguồn yêu thương của mình. Xin mời. Thưa quý vị thân mến, trên sân banh đầu tiên, chú rể đã mở rất thành công và anh xin một tràng hoa tay thật lớn, ta đồng nhận được không ạ? Thưa quý vị thân mến, tháp diệu viên hương đó chính là thể hiện cho sự trường tồn vĩnh cửu, tình yêu mà Đức Anh dành tặng cho Mai Phương ngày hôm nay. Và trên sân khấu lúc này hình ảnh vô cùng tuyệt đẹp, tay trong tay, tay kể vai, hai mái đầu chiều ngày, cô dâu và chú rể của chúng ta đang cùng rót đầy lên tháp ly tình yêu. Và đúng là em như một chén rượu đầy, anh chưa uống cạn mà lòng đã say. Chúng tôi đã chuẩn bị rất sẵn sàng một chút nữa thôi, cô dâu và chú rể sẽ cùng thực hiện nghi thức dâng kính rượu hiếu đối với hai bên gia đình. Và rượu còn lại trong chai, tiếp tục cô dâu và chú rể hãy cùng tiếp tục khơi nguồn, hãy yêu thương hạnh phúc của mình lên tháp ly tình yêu. Xin mời. Họ cùng tay trong tay lộng lẫy trong tà váy cưới, họ đã được bước vào lâu đài tình ái, mở đó hạnh phúc tương lai đang dang tay chờ đón. Và giờ đây cô dâu và chú rể hãy cùng trở về vòng tay yêu thương của bố mẹ mình.
Và ngày hôm nay là ngày vui hạnh phúc trọng đại của cô dâu và chú rể, cũng chính là thời gian thích hợp nhất, một ngày tuyệt vời nhất mà cô dâu và chú rể sẽ ngồi thay lời cảm ơn tới bố mẹ mình. Đó chính là nghi thức dâng kính rượu hiếu đối với hai bên gia đình. Và giờ đây xin mời cô dâu Mai Phương, bạn hãy cùng dâng kính rượu hiếu đối với bố mẹ chồng. Vâng, và trong giây phút thì mời đến đây một lần nữa xin được chúc mừng cho gia đình nhà trai đã có một nàng dâu hiền dâu thảo. Và tiếp tục xin mời chú rể đến anh, bạn sẽ cùng hai tay nâng ly rượu hồng hiếu thảo để cùng kính sơn lên cha mẹ vợ. Và chúng tôi cũng xin được chúc mừng cho gia đình nhà gái đã có một chàng rể thảo rể ngoan. Và hai ly rượu hạnh phúc của này xin mời cô dâu và chú rể hai bạn sẽ cùng nâng ly của mình lên đi ạ. Thưa quý vị thân mến, vừa rồi là hai bên gia đình nói chung, đặc biệt là bố mẹ chú rể và cô dâu nói riêng, đã được đón nhận một tình cảm, sự hiếu kính rất là tuyệt vời của đứa con của mình, đặc biệt là chú rể Đức Anh và cô dâu Mai Phương. Nhưng có lẽ rằng với những tình cảm này, sự ấm áp này sẽ luôn luôn gắn liền và đi theo trong cuộc đời hạnh phúc của cô dâu và chú rể, đặc biệt là cuộc sống hôn nhân. Nhưng mà gia đình chúng tôi mong muốn rằng tất cả quý vị chúng ta cùng tiếp tục đồng hành với gia đình, đặc biệt sẽ có lời hay ý đẹp để dặn cho cô dâu và chú rể trong cuộc sống hôn nhân ban đầu của mình. Đó chính là khoảnh khắc của tất cả quý vị chúng ta hòa chung niềm vui, chuẩn bị thật đầy ly rượu ly bia của mình lên, giơ thật cao cánh tay của mình và đặc biệt giơ thật lớn để cùng chúc mừng những tình thông gia của hai bên gia đình, đặc biệt cùng chúc hạnh phúc cho cuộc sống mà chú rể được trọn vẹn và hạnh phúc. Và giờ đây cho phép mặt tụi tôi xin phép thay mặt cho bên gia đình làm nhịp cầu nối để cho quý vị cùng gia đình để cùng chúc mừng những tình thông gia cũng như chúc hạnh phúc cho cuộc sống mà chú rể. Tất cả quý vị chúng ta chuẩn bị thật đầy ly rượu ly bia của mình lên được không ạ? Ở phía dưới quý vị thế nào ạ? Thưa quý vị thân mến, mùng 1 tháng 1 2020, luật rượu bia đã chính thức có hiệu lực. Nhưng ngày hôm nay bia không được, rượu không được, nhưng có lẽ rằng nước ngoài chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng rồi, xếp thay cho rượu và bia. Chắc hẳn là tình cảm của quý vị chúng ta còn đậm đẩy hơn và lớn mạnh hơn là nồng độ cồn, đúng không ạ? Hãy chuẩn bị thật kỹ lưỡng và sơ thật các cánh tay của mình và sơ thật lớn của hai bên gia đình chuẩn bị nha. Cô sơ và chú rể cũng vậy ạ. Tất cả quý vị chúng ta chuẩn bị nào, hãy hô thật lớn nào, chuẩn bị nào. 1, 2, 3, bây giờ đây xin mời đại gia đình sẽ cùng đi để cùng kết nối tình thông gia. Xin mời, và trong giây phút tuyệt vời này đây xin được chúc cho mối tình thông gia của hai bên gia đình mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Một tràng pháo tay rất lớn cho toàn thể quý vị và cùng chúc mừng cho hai bên gia đình chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã được chứng kiến những giây phút rất tuyệt vời và ngọt ngào. Những nghi thức chính trong lễ vòng ngọc của chú rể Đức Anh và cô dâu Mai Phương đã được hoàn thiện tại sự cố hạnh phúc của gia đình chúng tôi. Và ngày hôm nay để cảm ơn tình cảm tuyệt vời quý vị, ngày sau đây xin mời bố mẹ của chú rể, bố mẹ của cô dâu hãy dẫn dắt hai con của mình xuống từng bàn tiệc để cùng chúc vui, đặc biệt là đón nhận những lời chúc mừng của toàn thể quý vị cũng như gửi lời cảm ơn toàn thể quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin mời. Vừa rồi đã cùng đến với các nghi thức trang trọng nhất của lễ thành hôn cũng như những lời tri ân, lời phát biểu bằng hòa tiếng từ vị đại diện của hai bên gia đình dành tới toàn thể quý vị khách quý ngày hôm nay. Một cùng gia đình nhiều sức khỏe hạnh phúc, chúc quý vị thật ngon miệng trong bữa tiệc ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn quý vị khách quý rất nhiều.
Xin chúc cho đàn bà. Nè anh
mời anh một chén à. Nè cô sáu cũng ly ta rỗn rẽn, riêng ly này tôi chúc cháu tân làng, chứ thêm ly này tôi chúc gái giai nhân, chúc hết làng ta đều ăn Tết mà rần rần. Xin mời cô bác ta cùng giải khát, cứ uống mừng sung sang quê mình khang trang, từng mừng gã cưới khiến chúng tôi cũng rộn ràng. À, cô nào mà ở quá, anh nào mà ở giá, năm mới mừng ăn ra, tôi thề xong pha qua nhà mai mối cho ấm êm cái tình. Ly tôi hết rồi đây, đám cưới vui ai đâu có mà la rầy. Nè anh Tám nhìn hoài chi chị Sáu à, cùng ly với bà xuôi đi cái đã. Xuân năm này á, anh đám cưới cho con, sang năm rồi cái anh cưới tiếp cho vui. Xuân của lòng ta là không có tuổi già. Tết năm này quê ta quá là chịu chơi, tiếng nổ vàng ai đám cưới qua mời, thì khăn đóng áo dài đi nhậu ké, mừng cô Sáu đầu xuân thêm chú rể. Bên gia đình anh Tám có cô dâu, hai ông bà hạnh phúc thích như nhau, hai kẻ đẹp đôi thì cô chú cũng đẹp lòng. Chén rượu này tôi xin chúc cho đàn trai, chén thứ hai tôi xin chúc cho đàn bà. Nè anh Tám tôi mời anh một chén không, nè cô Sáu cũng ly ta rỗn rẽn không, riêng ly này tôi chúc cháu tân làng, chứ thêm ly này tôi chúc cháu giai nhân, chúc hết làng ta đều ăn Tết có rần rần. Vô xin mời cô bác ta cùng giải khát, cứ uống mừng xuân sang quê mình khang trang, từng mừng gã cưới khiến chúng tôi cũng rộn ràng. À, cô nào mà ở quá, anh nào mà ở giá, năm mới mừng ăn ra, tôi thề sống pha qua nhà mai mối cho ấm êm cái tình. Tôi hết rồi đây, đám cưới vui ai đâu có là rầy. Nè anh Tám nhìn hoài chi chị Sáu à, cùng ly với bà xuôi đi cái đã. Xuân năm này anh đám cưới cho con, sang năm rồi anh cưới tiếp cho vui. Xuân của lòng ta là không có tuổi già. Năm này tôi xin chúc muôn nơi xuân của lòng ta và xuân đến mọi nhà. Sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết thành lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn trên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Trời cao thành vương nhìn sáng, khai lễ đăng quang vũ trụ trong đèn, hoàng hậu về cao sang quyền quý, đẹp nụ cười quân vương vừa ý, và lâu đài mang tên tình ái.
hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ai đó chắc không có trên trần gian, anh đưa em vào bằng tiếng hát chấp đôi cánh những thiên thần. Em ơi lâu đài tình ai đó sáng trong ánh tinh cầu xa, cho nên cho dù nghìn năm qua còn vẫn vương đôi hồn. Anh kết lầu hoa bằng thơ tình ai, cho mắt em xanh đến tận muôn đời. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi. Sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết thành lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn trên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới đón hai đứa chúng ta mà thôi.